quý vị và các bạn, chiều nay, đoàn cán bộ Đại sứ quán Hàn Quốc do ông Park No-kwan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về thúc đẩy hợp tác đầu tư, lao động và hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thông qua buổi làm việc, Đại sứ Park No-kwan mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc với tỉnh Hưng Yên tiếp tục tăng cường, đồng thời đánh giá cao những kết quả về phát triển kinh tế xã hội cũng như những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 mà tỉnh Hưng Yên đạt được trong thời gian qua. Đại sứ mong muốn trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào địa bàn, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khu công nghiệp sạch có diện tích hơn 100 ha tại Hưng Yên do tập đoàn Korea Land and Housing Corporation làm chủ đầu tư, hỗ trợ các thủ tục cấp phép lao động cho các chuyên gia, người lao động Hàn Quốc đến làm việc tại Việt Nam và tỉnh Hưng Yên, cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp Hàn Quốc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng vui mừng trước chuyến thăm và làm việc của Đại sứ và đoàn công tác. Đồng chí cho biết sẽ tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp Hàn Quốc và các doanh nghiệp khác đầu tư vào địa bàn. Hiện nay, các sở ngành của tỉnh đã có văn bản thông báo tới các doanh nghiệp trong diện chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 về các chính sách hỗ trợ về thuế, tiền điện, đóng bảo hiểm. Bên cạnh đó, khi chính phủ chính thức có văn bản về tiếp nhận lao động quay trở lại làm việc, tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để lao động trở lại làm việc tại Hưng Yên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Đại sứ quán Hàn Quốc tiếp tục quan tâm hỗ trợ lao động Hưng Yên sang làm việc tại Hàn Quốc và thúc đẩy đầu tư vào các khu hoặc cụm công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên.